bạn đang nghe nội dung từ Voice FM hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. giả Dã Caspielman, Chamten, người dịch Bùi Thị Ngọc Hương, giọng đọc Ngọc Linh. thân gửi quý phụ huynh và quý thầy cô giáo. Chúng ta vẫn thường lấy làm ngạc nhiên rằng, đôi khi những điều tưởng chừng như nhỏ bé, bình dị và hết sức đơn giản lại có thể ảnh hưởng rất lớn đến con trẻ. Trong bộ sách này, tác giả Ken Spielman hoàn toàn không giáo dục các em theo một khuôn mẫu lễ giáo cứng nhắc, mà thay vào đó, ông đã dùng chính góc nhìn của trẻ thơ để biểu đạt rõ nét những cảm xúc sự nhạy cảm và chiều sâu suy nghĩ trong mỗi tình huống cuộc sống hàng ngày mà các em có thể đã đang và sẽ gặp song chưa có cách cư xử hay suy nghĩ thích hợp bộ sách thần đồng tiếng anh bé học lễ giáo là những câu chuyện đời thường sinh động giúp các em hiểu rõ ràng những chọn lựa những lời hứa những cách cư xử tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần lớn trong việc xây dựng nên tính cách lễ giáo của mỗi người. Mỗi nhân vật tí hon sẽ thuật lại câu chuyện và cách giải quyết tình huống của riêng mình. Từ đó các độc giả nhí sẽ có thể nhìn nhận lại bản thân, học hỏi thêm điều mới. Nhờ vậy tính cách tích cực sâu thẳm trong các em sẽ phát triển một cách tự nhiên. Hơn nữa, có nhiều nghiên cứu cho rằng văn học có sức mạnh to lớn trong việc định hình trí tuệ và tâm hồn của trẻ em. Theo học giả Gay và Mark, thông qua cánh cửa văn học, chúng ta được bước vào một thế giới vô hình, một thế giới cho phép chúng ta có sự nhìn nhận, cảm thông, thấu hiểu đến mức cuối cùng sẽ làm thay đổi chính cách chúng ta nhìn nhận bản thân và cuộc sống. Vì thế, điểm đặc biệt nữa của bộ sách này nằm ngay chính bản thân câu chữ tiếng Anh được chọn lọc từ 5.000 từ vựng căn bản dành cho trẻ em mỗi tập truyện chứa gần 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng sẽ giúp các em vừa trau dồi vốn từ, vừa nâng cao khả năng đọc hiểu và cách xử lý ngôn từ mang đậm tính văn học của mình. Những từ khó sẽ được in nghiêng để các em có thể học thêm. Tôi tin chắc các em sẽ đạt được những điều này qua bộ sách này của Ken Spielman. tiến sĩ giáo sư phụ tá Mira Gassis Pascal, điều phối viên chương trình thạc sĩ chất lượng cao. Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore. Chương 1. Nước tuôn thành dòng từ vòi khi Ethan rửa tay. Ở bồn kế bên, một cậu trai lớp lớn đang chăm soi khuôn mặt mình trong gương. Anh chàng mặc bộ đồng phục thể thao ướt đẫm mồ hôi và hình như đang mím môi lại. Anh chàng cúi người để hất nước lên mặt anh đột ngột làm như vậy với thái độ khoái trá bất cần. Như thể Ethan là một người vô hình. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Ethan nhảy ngược ra sau, nhưng những tia nước mạnh mẽ vẫn bắn vào áo sơ mi và quần sót của cậu. Cậu trai lớp lớn kia dường như chẳng thèm quan tâm và lại tiếp tục vẩy nước. May thay, lần này Ethan đứng ngoài vùng đạn lạc. Ra khỏi nhà vệ sinh, những ý nghĩ của Ethan chợt quay lại với những kế hoạch nhóm mà các bạn đang khởi động trong lớp. Trước khi xin phép cô Châu rời phòng học, cậu được nhóm chung với Lucas, Chloe và Heather. Ethan tin chắc rằng nhóm cậu có thể làm tốt và bây giờ họ đang ngồi cùng nhau theo nhóm mình, phần chia các công việc cần làm. Ê nhìn kìa! Lucas thấp giọng khi Ethan chuẩn bị ngồi xuống. Ethan thần không thể nhìn nổi kìa. Các cô bạn gái hướng theo ánh mắt Lucas đến cái quần sát xanh của Y thần. thần cũng cúi đầu nhìn. Nước tạo thành một vết đen ngay tại vị trí nhạy cảm nhất. Cậu liếc ngang liếc dọc xung quanh, hy vọng không ai khác nhìn thấy. Đó chỉ là nước. Ý thần vội vàng nói. Tớ bị té nước thôi. Cậu kéo mạnh áo xuống và cố cười xòa lãng tránh trên chiếc áo trắng mỏng tanh y lại thấy một vệt nước khác giờ đây đang hiện rõ chloe và Heather khúc khích cười nhịn lâu quá không đợi được kìa lucas lại chế nhạo như muốn làm cho các bạn gái cười to hơn giờ thì y thẹn đỏ cả mặt cậu ghét cách mình đỏ mặt đôi khi cậu đỏ mặt chẳng vì lý do gì cả cô tô đang nhìn chúng ta kìa Cậu nói, đúng là như vậy, cô đứng ở cuối lớp, liếc nhìn lên trên này trong khi đang hỗ trợ các nhóm khác làm kế hoạch dự án. Chloe cầm bút lên và họ bắt đầu làm việc. Nhưng sau đó cứ hệ Lucas hướng mày nhìn về phía Ethan là cả ba người họ lại rút rít cười và khịt khịt mũi, giễu cợt cậu. Điều này cứ như bọn họ vừa thành lập một hội nhỏ một hội mà chỉ mỗi mình y thần không thể gia nhập. Cậu chực khóc, nhưng cố kìm nén nước mắt vì biết rằng khóc lóc chỉ làm cho sự việc tệ hơn. Cậu bỗng muốn mách cô Châu nhưng làm vậy cũng xấu hổ quá. Làm sao cậu có thể kể cho cô nghe ba người bạn kia vui cười vì điều gì được cơ chứ? Tất cả những gì y thần có thể làm là ngóng chờ tiết học kết thúc. Hết chương 1 Chương 2. Máu của Ethan rơi lên, chuyện này đã đủ tồi tệ trong cái nhóm nhỏ xíu của họ rồi. Đằng này giờ đây, Lucas còn loan tin khắp nơi như thể đó là tập phim truyền hình mới nhất mà mọi người đều bỏ lỡ. Trong 10 phút nghỉ giải lao, Ethan không thể chịu đựng thêm khi cứ phải nói với mọi người rằng đó là nước. Cậu chỉ cảm thấy muốn lao vào và đánh Lucas một trận. Phần tệ nhất trong chuyện này là Y không hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như vậy. Tất nhiên, Lucas chưa bao giờ là người bạn thân nhất của cậu, nhưng giữa họ cũng chưa từng có xích mích. Tại sao đột nhiên Lucas lại kiên quyết làm cậu bẻ mặt chứ? Bởi vì cậu ấy là kẻ thua cuộc. Russell vừa nói với Ethan vừa ngốn hết một buổng cơm đầy. Họ đang ngồi cùng nhau ở một góc quen thuộc trong căng tin. Đối với Russell, trước giờ chẳng có việc gì là to tát cả. Ethan cố gắng tưởng tượng xem Russell sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống tương tự mà không ra. Russell vỗ lên cậu. Đừng lo lắng về việc đó nữa. Cậu ấy nói. Chúng ta đi chơi cầu lông đi. Chơi cầu lông chẳng giúp ích được gì. Ethan có thể đánh tung quả cầu nhưng không thể nào đánh bay nỗi tức giận đang lượn lờ trong tâm trí cậu. Khi Ethan bước lên cầu thang, cậu nhìn thấy Lucas đang đi phía trước. Chẳng suy nghĩ gì, cậu dùng lòng bàn tay đập mạnh vào mắt cá chân của Lucas. Hai chân Lucas vướng vào nhau và cậu ấy ngã nhào về phía trước. Xin lỗi nhé, Ethan nói, nở nụ cười giả tạo với Lucas. Cậu lướt nhanh qua người bạn học đang sững sốt lòng thầm mong không thầy cô nào nhìn thấy cảnh này. suốt nửa ngày còn lại, Ethan ước gì cậu đã không làm Lucas vấp ngã trên cầu thang. chuyện đó quá liều lĩnh và nguy hiểm. nếu Lucas tố cáo với thầy cô giáo, thì Ethan sẽ gặp rắc rối lớn. và cũng tệ không kém, nếu Lucas định tung thêm nhiều lời đồn đại về cậu. mà dù vậy, Ethan cũng không dẹp bỏ được cơn tức trong lòng. Khi mẹ đến trường đón cậu về nhà, Ethan chỉ lầm bầm và lý nhí trả lời tất cả những câu hỏi thường ngày của mẹ. Con có chuyện gì à? Mẹ thắc mắc. Hôm nay có nhiều bài tập về nhà lắm hả con? Ethan lắc đầu. Không. Cậu thầm nghĩ còn tệ hơn thế nhiều. Hết chương 2. Chương 3 Ethan chưa bao giờ biết có kẻ thù là như thế nào. Giờ thì cậu đã biết, và cậu không hề thích cảm giác này chút nào. Cảm giác đó cứ như đang bơi trên biển sau khi người bơi bên cạnh bạn bị sứa chích phải vậy. Hình như Lucas không kể với ai về chuyện đã xảy ra ở cầu thang. Cậu ta cũng ngừng bêu rếu chuyện chiếc quần của Ethan. Nhưng Ethan vẫn cảnh giác. Cậu quan sát những gì Lucas làm mọi lúc mọi nơi, và đoán chắc Lucas cũng đang đề phòng mình, y như vậy. Né tránh một người khó hơn Ethan tưởng tượng nhiều. Nếu làm việc cùng nhóm thì lại càng không thể. Hai anh chàng không thèm nhìn mặt nhau, bất cứ khi nào Ethan muốn nói điều gì đó, cậu chỉ nói với một trong hai cô bạn gái. Lucas cũng vậy, trong khi vẫn cố tỏ ra là một cổ nhóc hài hước hai cậu thôi đi nào. Chloe nói, Cô Tô sẽ hạ điểm của nhóm mình mà xem. Nếu cô biết chúng ta không hòa thuận, các cậu cứ như mấy bé sơ sinh đấy. Hider nói, Y Thành cảm thấy dây dứt. Cậu có thể hiểu được ý của Hider. Trong cùng lúc đó, những ý nghĩ khác, những ý nghĩ cay đắng hơn lại khiến cậu duy trì cục tức như cũ. Cậu đâu phải là người bắt đầu. Cậu không khiêu chiến với Lucas. Đó không phải là lỗi của cậu, khi bọn họ đối mặt nhau như võ sĩ quyền anh trong các bộ phim, đúng không? Vài ngày sau, Ethan để ý đến một vết bầm đáng sợ trên cánh tay Lucas. Không chắc lắm, nhưng cậu nghĩ có lẽ đó là do cậu gây ra khi làm Lucas ngã trên cầu thang. Ethan vẫn không hiểu lý do khiến Lucas xấu tính như vậy, hay tại sao cậu ta lại nghĩ xấu tính như thế là vui chứ. Tuy nhiên, câu chuyện đùa về cái quần sót ướt của Ethan đã khô đi nhanh chóng, trong khi Lucas vẫn còn vết bầm tím. Bây giờ, không phải cơn tức khiến Ethan không dám nhìn vào mắt của Lucas, mà là vì hổ thẹn. Ethan muốn sự lỗi, nhưng không biết phải làm thế nào. Hết chương 3 chương 4 Trước đây mẹ từng thấy Y Thành không vui, nhưng chưa bao giờ quá một ngày. Mẹ biết là có chuyện mà. Mẹ nói khi thấy cậu ăn ít trong bữa trưa. Không giống con chút nào, Y Thành à. Sao con không kể cho mẹ nghe? Không có à. Y Thành lý nhí, cậu đi thẳng ra cửa. Đứng lại. Mẹ ra lệnh, mẹ e trả lời như vậy là chưa đủ đâu quay lại và ngồi xuống đi Ethan thành làm theo lời mẹ nói được rồi có chuyện gì vậy con giọng mẹ giờ đã dịu dàng hơn y thành ngập ngừng kể lại đoạn đầu của câu chuyện vậy kể mẹ nghe có phải con đã làm gì với lucas rồi phải không mẹ hỏi y thành cự quậy ngồi không yên mẹ, bạn ấy đã khơi mào trước mà đúng thế, nhưng có phải con đã cố trả đủ không? Ethan thở dài và gật đầu. cậu không muốn nói dối. Sau khi Ethan kể hết bò chuyện cho mẹ, mẹ ngồi suy nghĩ một lúc. Những gì Lucas đã làm quả thật không hay chút nào. Mẹ bắt đầu. Mẹ cá là bạn ấy thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Nhưng có lẽ bạn ấy cũng không biết cách chọc cười người khác. Con có nghĩ Lucas là người khá phô trương không? Đôi khi những người phô trương không có bạn bè thực sự đâu, con ạ. À. Ethan gật đầu. Russell bảo rằng bạn ấy là kẻ thất bại. Ồ, nói thế thì cũng không hay lắm đâu. Nhưng có lẽ Lucas cảm thấy bị bỏ rơi hoặc cô đơn. Có lẽ bạn ấy cảm thấy vui khi Heather và Chloe cười, nên cũng muốn chọc cho những người khác cười. Ethan nhún vai và mẹ nói tiếp. Nghe này, mẹ biết thật không dễ dàng hiểu ra được những điều này khi con chỉ là một cậu bé. Nhưng phát cục tức đi khắp nơi sẽ khiến con kiệt sức chính sự giận dữ sẽ khiến con. Nhưng mẹ à, con không cố ý làm bà ấy bị thương." Ethan ngắt lời mẹ. "Mẹ biết Ethan à, nhưng con đã làm rồi. Và điều này càng làm mọi việc tồi tệ hơn đối với cả hai đứa con." Ethan nhìn đi chỗ khác, có nước mắt trong mắt cậu và cậu không muốn để mẹ nhìn thấy. "Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn." nếu con buông bỏ cơn giận nếu con nghĩ về bạn Lucas thay vì nghĩ đến những gì bạn ấy đã làm với con có lẽ con sẽ dễ dàng tha thứ cho bạn ấy hơn có lẽ con cũng cảm thấy may mắn khi có người bạn tốt như Russo chắc là Lucas cũng mong được như con vậy những lời của mẹ càng làm cho Ethan cảm thấy tệ hơn mẹ biết con buồn nhưng đây là những gì mẹ nghĩ con ạ à mẹ đặt tay lên đầu gối Ethan. Con phải thể hiện cho Lucas biết là con đã tha thứ cho bạn ấy. Nhưng con cũng cần xin lỗi về những gì mình đã làm. Và sau đó con cần xin lỗi với chính bản thân con vì đã làm những việc mà bình thường con sẽ không làm. Tối hôm đó, Ethan cứ suy ngẫm mãi về mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ cũng phải cả trăm lần. Lucas đã bắt đầu trước đúng vậy. Nhưng nếu bắt đầu cũng là kết thúc thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu phớt lờ hành vi của Lucas và để cho mọi việc trôi qua? Cậu vẫn sẽ cảm thấy buồn phiền như bây giờ ư? Liệu rằng kế hoạch trên lớp của họ có ngột ngạt như hiện nay? Mẹ nói đúng, sự giận dữ đã lấy đi phần tốt đẹp hơn của cậu và cậu đã làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày hôm sau, Ethan hạ quyết tâm, cậu sẽ bắt đầu sửa sai. Hết chương 4. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách, bài học về lòng vị tha, Ethan sửa sai. Tác giả Ken Spielman, James người dịch Bùi Thị Ngọc Hương, giọng đọc Ngọc Linh. Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.